tiết lộ bí kíp chọn giày có lông của những vận động viên chuyên nghiệp. Đã bao giờ bạn tự hỏi là không biết những vận động viên thi đấu có lông chuyên nghiệp họ sẽ lựa chọn những đôi giày như thế nào để phục vụ cho những giải đấu lớn, giải đấu quan trọng chưa nhỉ? Cùng Lin Ninh Đông Anh tìm hiểu nhé. Bình thường khi chúng ta chọn giày có lông, hầu như sẽ chú ý đến những điểm sau: trọng lượng, chất liệu, kích thước, phần đệm giày, phần đế giày và công nghệ trên giày. Đó là những yếu tố tất yếu để có một đôi giày có lông đạt tiêu chuẩn cho chúng ta sử dụng rồi. Nhưng đối với vận động viên có lông chuyên nghiệp thì sao? Họ sẽ chú ý đến hai yếu tố nữa. Và khi nghe được chia sẻ thì mình đã phải thốt lên rằng: oh wow, sao trước đó mình không nghĩ tới nhỉ? Điều mà họ chú trọng đến đôi giày có lông đầu tiên chính là đôi giày này đi lên chân có ôm không, có vừa vặn và phải mang lại cảm giác thật chân nhất có thể. Để có được điều đó thì họ phải xác định được bàn chân mình thuộc loại nào dựa trên thông số E. 2E là dành cho chân bình thường, 3E là dành cho chân to bè ngang, 4E dành cho chân khác thường và có cả một loại giày siêu mỏng nữa. Yếu tố thứ hai chính là chọn giày theo lối chơi và chiến lược của bản thân. Lối chơi tấn công sẽ phù hợp với những đôi giày nhẹ và hỗ trợ cho việc di chuyển nhanh. Đệm giày cũng cần có chất lượng tốt để bổ trợ cho những cú smart chất lượng. Lối chơi phòng thủ sẽ cần những đôi giày bám sàn chắc, giúp người chơi vững vàng trước những lượt tấn công của đối thủ. Lưu ý là sẽ không chọn giày bọc gót nhựa nếu thường lên lưới và tiếp đất bằng gót, và không chọn giày có mũi mỏng nếu có thói quen lê mũi giày hoặc là lên lưới tiếp đất bằng mũi chân. Đó là tip chọn giày của những vận động viên cầu lông chuyên nghiệp. Giày cầu lông chuyên dụng không chỉ giúp bạn tự tin hơn trong tập luyện, thi đấu mà còn hạn chế những chấn thương không đáng có. Vậy nên, mong rằng sau clip này, mọi người sẽ chọn được mẫu giày cầu lông đúng chuẩn để gắn bó với bộ môn này lâu dài nhé.